chiếm vai trò quan trọng trong sự phát triển ở tất cả các lĩnh vực sản xuất. Nguồn nhân lực tại chỗ vừa có thể là ưu thế, nhưng ngược lại cũng có thể trở thành rào cản đối với thu hút đầu tư và phát triển tại các khu sản xuất, cụm công nghiệp. Do đó, để cánh cửa thu hút đầu tư rộng mở và thực sự hấp dẫn, cũng như để phát triển bền vững ngành công nghiệp của tỉnh, mỗi địa phương cần biến nguồn nhân lực tại chỗ thành thế mạnh của riêng mình. Phóng sự được thực hiện tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, nơi mà nguồn nhân lực vẫn còn là điều trăn trở của các doanh nghiệp. Chế độ lương, thưởng, bảo hiểm không hợp lý, cũng như việc làm không được ổn định, vẫn được coi là yếu tố khiến người lao động tại các khu công nghiệp không mấy mặn mà, thậm chí bỏ ngang giữa chừng. Thực tế ấy vốn có và rõ ràng cần sự vào cuộc của các ngành chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Song, câu chuyện được đề cập ở đây lại nêu ra một thực tế khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tino, khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, sau khi mua lại cơ sở của một công ty sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi, đã nhận được rất nhiều đơn xin việc. Sau phỏng vấn tuyển dụng, số lượng cán bộ và công nhân công ty đã đủ để vận hành nhà máy. Thế nhưng, chuẩn bị bước vào sản xuất, nhiều vị trí tuyển dụng đã bị bỏ trống. Mình tuyển chủ yếu là nguồn nhân lực tại chỗ. Thì về phía công nhân á, thì mình tuyển không nhiều, nhưng mà cái số lượng công nhân cứ thay đổi vì một số lý do cá nhân của họ, cho nên họ ra vào thường xuyên á, cho nên cũng phải tuyển thường xuyên luôn để mình giữ trù. Tại vì có khi có bạn vào làm thì vài ngày bạn xin nghỉ, thì mình phải vì tiến độ công việc mình không thể đợi được, cho nên công nhân mình phải tuyển thêm. Vấn đề nguồn nhân lực không chỉ gây khó khăn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tino. Khắc phục thách thức về nguyên liệu, bước vào ổn định sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Gia Phát lại gặp phải trở ngại về nhân công. Nếu như trước đây, một số công ty không đảm bảo được việc làm thường xuyên cho công nhân, khiến họ phải đi tìm việc, thì nay, khối lượng công việc ổn định quanh năm, công ty này vẫn liên tục phải tuyển công nhân để bù vào những vị trí bị khuyết. Nguồn lao động thì chủ yếu là lao động địa phương, cho nên là đôi khi cũng theo mùa vụ. Một số đợt, ví dụ như hái cà phê, thì họ lại không có tập trung đi làm. Đó là đấy là một vấn đề ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh. Tức là trong cái ván ghép của mình ấy, thì tất cả các khâu là nó phải đồng đều, đồng bộ nhau. Là một công nhân lâu năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Gia Phát, chị Lê Thị Ngoan giải thích rằng, ngoài một số lý do bất khả kháng do điều kiện gia đình, hầu hết người lao động ở công ty chị và một số công ty khác chỉ đi làm những thời điểm nông nhàn, còn lại họ đều nghỉ tự do vào mùa vụ. Hay nghỉ tự do lắm, thích đi làm thích thì họ nghỉ, thiếu người á, khi nào mà nào mà họ nghỉ thì mình trống cái chỗ đó. Thực tế này đang gây không ít khó khăn cho các công ty ở khu công nghiệp này. Bên cạnh việc tăng cường giám sát quá trình thực hiện các chế độ đối với người lao động tại các công ty, thì vấn đề ổn định chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ cũng vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra những cái đào tạo những cái công nhân, những cái chuyên môn mà có các một số doanh nghiệp người ta cần, để từ đó thì cung cấp những cái lao động có cái trình độ cao cho tốt nhất cho doanh nghiệp. Giải quyết được yếu tố nguồn nhân lực, xóa bỏ được lối tư duy làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật, ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, biến số lao động dồi dào tại chỗ thành thế mạnh để thu hút đầu tư, chính là hướng đi bền vững cho sự phát triển công nghiệp không chỉ của riêng Đức Trọng trong bài toán hội nhập với nhiều thách thức.